Chào mừng tất cả quý khách hàng đến với shop Thánh Ngọc Hàng Thùng. Em kính chúc mọi người buổi tối thật là hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Tối hôm nay thì em sẽ lên mã áo polo dài tay, toàn bộ là hiệu của Nhật ạ. Tối hôm nay thì sẽ có rất là nhiều hãng hiệu lớn, mọi người cùng chờ đón ạ. Tất cả sản phẩm của em tối hôm nay thì em vẫn bao ship toàn quốc để gửi tới mọi người. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Còn trong trường hợp mọi người nhận hàng vì một lý do nào đó không ưng ý thì có thể hoàn lại em và vui lòng thanh toán phí ship quay đầu giúp em là 30 ngàn ạ. Mọi người theo dõi video có nhu cầu tư vấn đặt hàng thì liên hệ cho bên em vào số hotline trên màn hình để em được tư vấn và gửi đơn ạ. Còn mọi người theo dõi video, những ai chưa có đăng ký kênh, vui lòng ấn vào nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất của em ạ. Em xin phép đi vào giới thiệu từng sản phẩm. Đầu tiên em lên là mã F1, vai 47, bụng 55 và dài 69. Vai 47, bụng 55 và dài 69. Một em polo màu vàng các chú nhá. Một em Burberry gốc này các chú ơi. Form size M, một thương hiệu được rất là nhiều khách hàng chờ đón đấy ạ. Nó sẽ thiết kế túi ngực nhá. Phần túi sẽ được thêu cái logo hiệu này. Toàn bộ cúc cũng sẽ được khắc tên hiệu luôn các chú ơi. Chất cốt tông siêu xịn sò luôn ấy. Nó rất là mềm mại và đanh sợi vải cực kỳ nhá. Phần cánh tay cũng sẽ được may cái logo Burberry đấy các chú ạ. Tay thì sẽ thiết kế bo tay này. Em này thì nó sẽ xẻ vạt hai bên, vạt sau sẽ trùng hơn vạt trước nhá. Một em Burberry form size M tác mác của Nhật, 100% cốt tông các chú ạ. Độ mới 90% cho em nhé. Giá em này là 500 ngàn. Cái chúng mình mua mới em này rơi tầm cỡ là 5 đến 7 triệu nhé. Thường là cái em thuộc dòng gốc này cũng cực kỳ đắt đỏ luôn. Giá của em bán hôm nay là 500 ngàn thôi các chú ạ. Cái tông màu này mặc lên thì cũng rất là dễ mặc luôn. Vai 47, bụng 55 và dài 69 ạ. Giá 500 ngàn các chú ơi. Tiếp theo lên mã F2. Vai 46, bụng 48 và dài 74. Vai 46, bụng 48 và dài 74. Và một em polo chất sẽ là chất cốt tông tổ ong nhá. Cái tông màu này mặc lên thì rất là trẻ trung đấy ạ. Chất cốt tông tổ ong nhưng cực kỳ mềm mại. Em này độ mới cao nhá, mới 95-97% cho em. Cổ sẽ là cổ dệt len này và được phối cái viền tạo nên điểm nhấn cho cái áo cực kỳ sang và lịch sự luôn ạ. Em này thương hiệu của Italia, form size M các chú ơi. Made in Japan sản xuất này. Có túi ngực nhá, phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu. Tay thì sẽ thiết kế bo tay như này đấy ạ. Độ mới cực kỳ cao. Màu sắc cũng vô cùng trẻ trung. Form dáng slim fit nhá, em này form dáng slim fit. Vai 46, bụng 48 và dài 74 ạ. Nó sẽ không thiết kế xẻ vạt hai bên đâu các chú ạ. Này, một em tag mark của Nhật đấy ạ. Tag mark của Nhật các chú nhá. Độ mới cực kỳ cao luôn. Tông màu thì quá là đẹp và trẻ trung đúng không ạ? Chất cốt tông tổ ong siêu mềm mại luôn ạ. Giá là 300 ngàn các chú nhé. Vai 46, bụng 48 và dài 74. Nếu lên mã F3. Vai 51, bụng 59 và dài 73. Vai 51, bụng 59 và dài 73. Và một em polo màu đen và được phối kẻ ngang này. Phối cái tông màu đen trắng rất là sang. Em này hiệu của nhà Nike Gop nhá, một em Nike Gop này các chú ơi. Made in China sản xuất. Cúc của nó cũng sẽ được khắc cái chữ Nike Gop này các chú ơi. Chất nó sẽ là chất thun lạnh nhá, co giãn siêu nhiều này, độ dày tương đối nhá. Nó không độ dày vừa phải ạ. Đó. Phần tay thì sẽ là bo tay như này đấy ạ. Độ mới cực kỳ cao luôn các chú ơi. Tông màu này rất là sang và lịch sự luôn ạ. Chất thì siêu siêu đẹp luôn ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt một chút xíu thôi. Xẻ vạt hai bên một chút xíu. Đây, tag mark của nó đẹp, cúc phụ đi kèm nhé. Form size XL các chú ơi. Một em Nike gốc form size XL tag mark của Nhật. Đó, mọi người quan sát cái màu này. Quá là sang và lịch sự đúng không ạ? Dành cho chú mình trung tuổi này, từ 45 tuổi trở lên ấy. Mà cái tông màu này quá là nhã nhặn lịch sự. Độ mới cực kỳ cao, mới 90-95% cho em ạ. Chất thì siêu đẹp rồi ạ. Nó co giãn siêu nhiều và thoải mái, cái chúng mình mặc lên cực kỳ dễ chịu này. Vai 51, bụng 59 và dài 73. Giá 400 ngàn các chú nhé. Cho một em Nike gốc này. Nếu lên mã F4, vai 42, bụng 48 và dài 68. Vai 42, bụng 48 và dài 68 ạ. À, một em Lacoste các chú ơi. Và một em Lacoste form size số 3 ạ. Đó, có logo con cá sấu được thêu ở trước ngực này. Và chất cốt tông cực kỳ mềm mại rồi ạ. Phần tay thì cũng sẽ thiết kế bo tay nhá. Em này độ mới 90-95% cho em.
Nó sẽ không thiết kế sẻ vạt đâu ạ, nó không thiết kế sẻ vạt hai bên. Một em la cốt tác mắc của Nhật các anh chú ạ. Chất là 100% cốt tông. Cái tông màu vàng cũng rất là dễ mặc luôn ạ. Chất của nó thì rất là xịn sò, cực kỳ mềm mại rồi các anh chú ạ. Đó. Vai 42, bụng 48 và dài 68 nhé. Giá 400 ngàn cho một em la cốt này. Em lên mã F5. Vai 44, bụng 51 và dài 68. Vai 44, bụng 51 và dài 68 ạ. À, một em Callaway nhé. Một em Callaway form size M này các chú ơi. Một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng và cũng khá là đắt đỏ đấy. Có logo thêu, có logo thêu ở trước ngực này. Chất cốt tông rất là mềm mại, có độ co giãn thoải mái này. Tay thì sẽ thiết kế tay suông nhé. Tay là tay suông, không có bo tay ạ. Chất cực kỳ mềm mại luôn. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Một em Callaway form size M và là tác mác của Nhật, cúc phụ đi kèm. Độ mới 90-95% cho em nhé. Mặc em này thì cũng rất là sang và lịch sự đấy các chú này. Đó, giá 250 ngàn nhé. Độ mới cực kỳ cao, chất của nó siêu đẹp và mềm mại luôn ạ. Lên mã F6. Vai 47, bụng 52 và dài 71. Vai 47, bụng 52 và dài 71. Một em polo màu trắng này, hiệu của Paris nhé chú nhé. Form size M, có thiết kế túi ngực đấy ạ. À, cái phần túi và cái phần túi và cái phần viền cúc thì được phối cái vải sơ mi nhá. Cổ thì được phối cái viền màu xanh lam này các chú này, tạo nên điểm nhấn cho cái áo rất là sang luôn. Chất sẽ là chất cốt tông tổ ong. Tay thì sẽ thiết kế bo tay như này đấy ạ. Độ mới cực kỳ cao, mới 95-97% cho em nhá. Màu trắng này, nó phối màu rất là đẹp. Kiểu dáng nó đơn giản thôi nhưng mà chúng mình mặc lên thì cực kỳ lịch sự đấy ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Đó, em tác mác của Nhật form size M đấy các chú ơi. Vai 47, bụng 52 và dài 71, giá 260 ngàn nhá. Kiểu dáng đơn giản nhưng các chú mình mặc cực kỳ sang và lịch sự đấy các chú ạ. Độ mới cực kỳ cao nhá, trắng tinh nguyên, không hề có một vết bẩn lầm lỗi gì đâu ạ. Em lên mã F7. Vai 48 đến 50, bụng 57 và dài 72. Vai 48 đến 50, bụng 57 và dài 72 ạ. À, một em Puma form size N, form size L các chú ạ. Made in Japan sản xuất này. Nó sẽ thiết kế hai túi ngực hai bên nhé. Có logo Puma được dập đấy ạ. Chất sẽ là chất poly thể thao. Tay thì sẽ thiết kế bo tay này. Phần tay và phần sườn thì được phối cái vải màu đen nhé. Đó. Tông màu đen đỏ này, rất là khỏe khoắn, rất là trẻ trung. Em này dành cho chúng mình chơi thể thao này, đạp xe, chơi bóng đá, cầu lông này. Đó. Rất là mềm mại, nhẹ nhàng, màu sắc tươi tắn và trẻ trung các anh chú ơi. Độ mới 95-97% nhé. Đây, tác mác của Nhật, form size L đấy các chú ạ. Giá là 300 ngàn các chú nhé. Vai 48 đến 50, bụng 57 và dài 72 ạ. Mã F8, vai 48 đến 50, bụng 57 và dài 74. Cầu em này cũng là cầu vai trượt. Vai 48 đến 50, bụng 57 và dài 74 các chú nhá. À, một em Adidas các chú ơi, một em Adidas màu vàng này, rất là nổi bật. Em này cũng sẽ thiết kế hai túi ngực hai bên. Phần túi sẽ được dập chữ Adidas nhá. Cổ thì có khóa kéo đây ạ. Made in Japan sản xuất này các chú này. Chất sẽ là chất poly nhá, chất poly. Cái tông màu rất là rực rỡ. Phần tay thì sẽ thiết kế tay suông ạ. Phần tay thì sẽ là tay suông này. Độ mới cao nhá, mới 97-98% cho em. Thân sau của nó đây, thân sau của nó sẽ thiết kế cầu vai trượt các chú ạ. Em này cũng thuộc form size to. Form size dành cho các chú mình phải trên 80 cân. Một em Adidas Made in Japan sản xuất đấy các chú ơi. Đó. Độ mới cực kỳ cao nhá, tác mác cũng còn mới cứng như thế này luôn ạ. Với cái tông màu rất là nổi dành cho chú mình chơi thể thao này, đạp xe, chơi đá bóng, cầu lông, tennis, bóng bàn. Rất là nổi bần bật luôn các chú ơi. Dành cho các chú mình chơi thể thao này, chơi cầu lông, tennis, bóng bàn hoặc đạp xe. Tông màu rất là nổi và trẻ trung, khỏe khoắn cực kỳ luôn ạ. Giá em này cũng là 300 ngàn các chú nhá. Độ mới 97-98%. Mã F9,
Vai 45, bụng 49 và dài 71. Vai 45, bụng 49 và dài 71 ạ. À, một em polo với tông màu xanh rêu và được phối kẽ ngang đấy chú này. À, em này thì là form size M hiệu Wear the Cook đấy chú ơi. Có thiết kế túi ngực nhé. Phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu này. Chất của nó sẽ là chất dệt. Tay thì sẽ thiết kế bo tay như này đấy ạ. Cái tông màu vô cùng nhã nhặn. Rất là nhã nhặn, giản dị, phù hợp với chú mình trung tuổi nhé. Chất rất là mềm mại luôn ạ. Một thương hiệu cực kỳ quen thuộc. Tắc mắc của Nhật đây các chú nhá. Người quan sát màu sắc của nó vô cùng nhã nhặn đúng không ạ? Độ mới trên 90% cho em nhá. Vai 45, bụng 49 và dài 71, giá 220.000 các chú ơi. Chất dệt rất là thông thoáng, nhẹ nhàng, mềm mại nhá. Lên mã F10, vai 45, bụng 49 và dài 72. Vai 45, bụng 49 và dài 72. Một em polo màu ghi này. À, một em Adidas nghe chú nhé. Logo Adidas được dập ở trước ngực đấy ạ. Được cái tông màu ghi xám. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp và lịch sự, khỏe khoắn nhé. Chất em này sẽ là chất thun. Chất thun này có độ co giãn cực kỳ thoải mái, dễ chịu. Tay thì sẽ thiết kế bo tay như này đấy ạ. Cúc của nó cũng sẽ được dập chữ Adidas nhé. Cúc sẽ là cúc bấm nghe chú ạ. Cúc sẽ được cúc bấm. Ở phần vai này, phần cánh tay thì sẽ được may với cái chỉ nội nhá. Đó, may cái chỉ vắt sổ nội này. Màu sắc giản dị, nhã nhặn nhưng mà cực kỳ sang và lịch sự. Đặc biệt chất của nó siêu đẹp luôn. Chất nó khá là dày dặn nhá. Cái chú mình mặc mùa thu hoặc mùa đông rất là ấm áp luôn. Nó không thiết kế xẻ vạt hai bên đâu ạ. Đây, một em Adidas của Nhật. Có mã QR code check hàng chính hiệu cho em nhá. Độ mới cao, mới 90-95%. Với tông màu cũng quá là đẹp đúng không ạ? Tông màu cơ bản rất là dễ mặc luôn. Vai 45, bụng 49 và dài 72, giá 350.000 cho một em Adidas này. Chất siêu đẹp luôn ạ. Mã F11, vai 53, bụng 55 và dài 81. Vai 53, bụng 55 và dài 81. Một em polo với tông nền màu xanh lam này. Và được phối kẽ ô như cái chủ nhá. Chất sẽ là chất cốt tông dệt ạ. Khá là dày dặn luôn. Phần tay thì sẽ thiết kế bo tay này các chú ơi. Em này thì sẽ không có túi ngực nhá. Đó. Cúc cũng sẽ được dẹp cái chữ logo hiệu này các chú này. Form size to dành cho chú mình, vóc dáng to cao. Nó có xẻ vạt hai bên và sau sẽ trùng hơn vạt trước ạ. Một em tác mắc của Nhật. Độ mới 90-95% cho em nhá. Cái tông màu rất là sang, lịch sự và nhã nhặn luôn ạ. Vai 53, bụng 55 và dài 81. Em này thì dành cho chú mình phải trên 80 cân và cao trên 1m8 ấy mới mặc vừa em này nhá. Giá em này là 250.000 các chú ơi. Độ mới cao nhá, chất khá là dày dặn luôn. Mã F12. Vai 48, bụng 51 và dài 68. Vai 48, bụng 51 và dài 68 ạ. À, một em polo màu trắng được phối kẻ ô nhá. Một em hiệu nhà Dunlop. Một em Dunlop. Phần cổ thì sẽ là cổ dệt len và nó cũng sẽ được dệt cái logo hiệu có túi ngực đấy ạ. Chất sẽ là chất cốt tông tổ ong nhé, khá là dày dặn luôn. Tay thì sẽ thiết kế bo tay, độ mới cao mới 95-97% cho em ạ. Nó sẽ không thiết kế xẻ vạt hai bên. Tác mắc của Nhật. Tác mắc của Nhật này, một thương hiệu rất là quen thuộc của Nhật, form size M nha các chú ơi. Vai 48, bụng 51 và dài 68, độ mới 95-97% cho em ạ. Chất khá là dày dặn các chú nhá, các chú mình mặc mùa đông cũng cực kỳ ấm áp luôn. Mã F13, vai 52, bụng 59 và dài 66. Vai 52, bụng 59 và dài 66. Một em đỏ đô được phối kẽ sọc này các chú. Một em hiệu Renoma, thương hiệu của Paris, form size L các chú ạ. Có thiết kế túi ngực nhá. Chất sẽ là chất cốt tông. Tay thì sẽ là bo tay như này đấy ạ. Chất cốt tông khá là dày dặn ạ. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Tác mác của Nhật, cúc phụ đi kèm. Độ mới trên 90% cho em nhé. Tông màu đỏ đô này, mặc lên thì cũng cực kỳ lịch sự luôn các chú ơi. Em này cũng khá là dày dặn nhá. Cái chú mình mặc mùa đông cũng cực kỳ ấm áp luôn đấy ạ. Vai 52, bụng 59 và dài 66, giá 250.000 ạ. Mã F14, vai 56, bụng 59 và dài 74. Vai 56, bụng 59 và dài 74. Một em Under Armour các chú ơi, một em Under Armour với tông màu đỏ này.
chất sẽ là chất thun thể thao nhé. Này, có độ co giãn cực siêu nhiều luôn, một thương hiệu rất là nổi tiếng của Mỹ. Có logo dập vào phần cổ này, và ở cái phần viền cổ thì cũng có cái đường lai và được dập cái logo hiệu với chú nhé. Cổ thiết kế cổ trụ và có khóa kéo đây ạ. Chất siêu đẹp luôn ạ. Chất khá là dày dặn nhé, và có độ co giãn siêu nhiều, thoải mái này. Với tông màu đỏ và nó có phối cái chỉ, được thêu cái chỉ nội màu đen nhé. Rất là nổi, rất là trẻ trung. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên ạ. Đây, cái phần gấu của nó cũng sẽ may cái logo hiệu đấy các chú ơi. Một em Make in China và là hàng xuất Nhật nhé. Một thương hiệu của Mỹ ạ. Màu sắc nổi và trẻ trung. Em này dành cho chúng mình chơi thể thao ấy, cực kỳ khỏe khoắn luôn. Thân sau cũng sẽ được may cái logo hiệu đấy ạ. Vai 56, bụng 59 và dài 74, giá 280.000 các chú nhé. Chất em này thì siêu đẹp rồi, mặc thì cực kỳ thích, dễ chịu luôn ạ. Giá 280.000. Mã F15, vai 47, bụng 54 và dài 69. Vai 47, bụng 54 và dài 69. Một em Crocodile các chú nhé, form size L ạ. Một thương hiệu rất là nổi tiếng này, có logo con cá sấu này. Thân trước thì sẽ được phối kẻ ngang đấy các chú ơi. Chất cốt tông tổ ong khá là dày dặn nhé. Tay thì sẽ thiết kế bo tay. Cái tông màu ghi sáng rất là dễ mặc. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Một em Crocodile của Nhật đấy ạ. Màu sắc trẻ trung các chú ơi. Tông màu rất là dễ mặc luôn. Vai 47, bụng 54 và dài 69. Giá này là 280.000 các chú nhé. Chất khá là dày dặn luôn, cái chú mình mặc mùa đông cũng cực kỳ ấm áp nhé. Độ mới trên 90% cho em. Mã F16, vai 45, bụng 52 và dài 67. Vai 45, bụng 52 và dài 67 ạ. Một em Apollo với cái tông màu nổi vô cùng. Và cái tông màu xanh neon nhớ chú nhé. Cổ sẽ thiết kế cổ trụ này, hiệu của nhà Baroque cái chú ơi. Cổ trụ và có khóa kéo đấy ạ. Có logo được dập. Có logo được dập nhé. Chất của nó sẽ là chất thun co giãn, là cái dạng vải lưới tổ ong đây ạ. Phần phần nách này, phần nách thì sẽ được phối cái màu đen nhé. Đó. Cái tông màu vô cùng nổi và trẻ trung. Cái chúng mặc em này thì nổi bần bật luôn. Phần tay cũng sẽ được phối lé với cái màu đen đấy các chú ơi. Ở phần dưới này, ở phần vạt dưới thì sẽ có một cái túi nhỏ có khóa kéo nhá. Có khóa kéo. Chắc là nó sẽ thiết kế để cái chú mình có thể đựng cái khăn ấy, khăn lau mồ hôi khi mình ở tập thể dục ấy các chú. Đó. Thân sau của nó đây ạ. Thân sau nó có cái đường may vắt sổ trang trí này, có logo hiệu nhá. Độ mới cực kỳ cao, mới 98-99% ấy. Em thấy không khác gì một em áo mới luôn, không hề có lầm lỗi, một vết chảy xước gì cả ạ. Chất thì siêu đẹp luôn. Chất sẽ là chất thun co giãn siêu nhiều và thoải mái. Màu sắc tươi tắn nổi bật. Giá em này là 300.000 nhé. Vai 45, bụng 52 và dài 67 ạ. Form dáng body, dành cho chú mình vóc dáng body ấy. Mặc chơi thể thao, thể dục thể thao cực kỳ đẹp rồi ạ. Giá 300.000. Mã F17, vai 48, bụng 53 và dài 69. Vai 48, bụng 53 và dài 69. Một em polo màu đỏ, hiệu Valentino các chú ơi. Valentino Italia form size M này. Cổ sẽ là cổ dệt len và nó cũng sẽ được dệt cái logo hiệu đấy các chú nhé. Cúc cũng sẽ được dập cái chữ Valentino Nicola các chú ơi. Rất là xịn sò luôn. Có thiết kế túi ngực nhé. Túi thì được may thương hiệu này. Chất cốt tông tổ ong rất là dày dặn. Tay thì sẽ thiết kế bo tay như này đấy ạ. Nó có xẻ vạt hai bên. Xẻ vạt hai bên ạ. Tác mắc của Nhật đấy ạ. Cái tông màu đỏ đô mặc lên tí rất là sang rồi. Rất là sang, lịch sự, trẻ trung ạ. Chất khá là dày dặn. Em này các chú mình mặc mùa đông cũng vô cùng ấm áp luôn nhá. Và trời lạnh ấy, mình chỉ cần khoác thêm một em áo khoác gió bên ngoài. Lạnh quá thì mình mặc thêm em áo phao ấy. Em thấy cũng ấm áp rồi ạ. Chất của nó khá là dày dặn. Rất là đanh sợi vải. Vai 48, bụng 53 và dài 69. Giá 250.000 nha chú ơi, cho một em Valentino. Thương hiệu này cũng rất là đắt đỏ nhá. Thương hiệu nổi tiếng và cực kỳ đắt đỏ đấy ạ. Giá 250.000 em này ạ.
Mã F18, một em siêu phẩm ngay chú ơi. Vai 46, bụng 52 và dài 70. Vai 46, bụng 52 và dài 70. Và một em polo với tông màu xanh rêu. Tông màu của nó rất là đẹp luôn ạ. Và một em Nike nhé, một em Nike Made in China. Có logo móc câu được thêu trước ngực này. Phần cổ thì sẽ thiết kế khóa kéo nhé các chú. Khóa kéo và nó có may thêm cái vải dệt len màu đen này. Phần khóa cũng sẽ được dập khắc cái logo hiệu đấy ạ. Tông màu cực kỳ nhã nhặn và sang lịch sự. Phần cánh tay thì cũng sẽ được may cái logo này. Tay thì sẽ thiết kế bo tay. Độ mới cực kỳ cao, bo tay rất là ngon lành. Nó sẽ không thiết kế xẻ vạt đâu nhé chú nhé. Không thiết kế xẻ vạt này. Cái phần sườn của nó cũng có may cái đường may nổi này. Rất là tỉ mỉ công phu. Từng đường kim mũi chỉ rất là xịn sò luôn. Em này chất của nó khá là dày dặn nhé. Made in China và là hàng xuất Hàn xuất Nhật nha chú ạ. Có tag mác của Hàn và của Nhật. Độ mới 90-95% nhé. Thân sau của nó đây, kiểu đơn giản thôi ạ. Chất khá là dày dặn. Nhưng mà nó có độ co giãn này, có độ co giãn thoải mái, mặc lên cực kỳ thích luôn. Màu sắc của nó cũng vô cùng sang và lịch sự đúng không ạ? Vai 46, bụng 52 và dài 70. Giá 450 ngàn các chú ơi, giá 450 ngàn cho một em nai này. Tông màu xanh rêu và được phối phối kẻ sọc như này các chú nhá. Độ mới cao, màu sắc với chất liệu rất là ok luôn. Mọi người cứ yên tâm nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán nhé. Em này có giá là 450 ngàn. Mã F19, vai 50, bụng 55 và dài 72. Vai 50, bụng 55 và dài 72. Và một em polo với tông nền màu màu vàng vàng cát các chú ạ. Một em Dunlop form size L các chú ạ. Phần cổ thì sẽ là cổ dệt len này và cũng được dập cái logo hiệu Dunlop Moto Sport này các chú ơi. Có thiết kế túi ngực nhá. Phần túi cũng sẽ được may cái logo hiệu và được phối cái vải dệt len. Chất sẽ là chất cốt tông cực kỳ mềm mại nhá. Tay thì sẽ thiết kế bo tay đấy ạ. Tông màu vô cùng đẹp luôn. Cái tông màu này rất là nhã nhặn và đẹp nhá. Nó sẽ không thiết kế xẻ vạt hai bên. Tag mác của Nhật. Vai 50, bụng 55 và dài 72. Em này cũng thuộc form size to đấy. Độ dày vừa phải các chú nhá. Rất là dễ mặc luôn, dành cho các chú mình mặc thời tiết mùa thu này hoặc các chú miền Nam ấy mặc quanh năm suốt tháng cũng rất là ok. Độ dày vừa phải, chất cực kỳ mềm mại, màu sắc cũng vô cùng đẹp này. Vai 50, bụng 55 và dài 72, giá 280 ngàn cho một em hiệu Dunlop nhé. Mã F20, vai 48 đến 50, bụng 55 và dài 75. Vai 48 đến 50, bụng 55 và dài 75. Một em Mizuno cái chú ơi. Cổ sẽ thiết kế cổ trụ này. Đó, nó có khóa kéo nhá và được phối cái màu màu xanh ghi ạ. Chất sẽ là chất poly thể thao nhá, kiểu dáng thể thao, cái dòng thể thao rất là quen thuộc của Nhật. Chất của nó rất là đẹp luôn á, chất có độ co giãn siêu nhiều nhá. Đó, cái phần nách này, phần nách, phần cánh tay, phần sườn thì sẽ được may cái đường may vắt sổ trang trí với tông chỉ màu đỏ. Có logo Mizuno được thêu ở trước ngực đây các chú ơi. Chất thun thể thao. Rất là nhẹ nhàng, mát mẻ. Kiểu dáng đơn giản mà rất là khỏe khoắn thể thao các chú nhé. Một em Mizuno của Nhật. Made in Japan sản xuất các chú ạ. Mình quan sát kiểu dáng rất là khỏe khoắn trẻ trung đúng không ạ? Vai 48 đến 50, bụng 55 và dài 75, giá 250 ngàn, độ mới 90-95% cho em nhé. Trắng tinh, không hề có vết bẩn gì đâu ạ. Giá 250 ngàn. Mã F21, vai 48, bụng 52 và dài 70, vai 48, bụng 52 và dài 70. Của em này chất xịn sò cực kỳ, chất cốt tông rất là mềm mại, mềm như bún luôn các chú ơi. Rất là phù hợp với chú mình ở miền Bắc mặc thời tiết mùa thu và cái chú mình ở trong Nam ấy mặc quanh năm suốt tháng cũng rất là ok. Mùa hè mình sử dụng làm áo chống nắng khi ra đường cũng rất là ok ấy. Chất của nó vô cùng mềm mại, form size M nhá. Có thiết kế túi ngực đấy ạ. Phần túi cũng sẽ phối cái viền vải áo sơ mi này, phần túi và cái phần cúc áo này đây các chú ơi, cực kỳ sang. Em này form dáng slim fit nhá, nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên đấy ạ. Tag mác của Nhật và có cúc phụ đi kèm. Độ mới 95-97% cho em. Cái tông màu của nó cũng rất là đẹp nhé.
Tay thì sẽ thiết kế bo tay. Đây sẽ thiết kế bo tay này. Độ mới cực kỳ cao, màu sắc cũng siêu đẹp đúng không ạ? Màu sắc thì chất liệu rất là ok rồi ạ. Mọi người cứ yên tâm nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán nhé. Giá em này là 250.000, vai 48, bụng 52 và dài 70 ạ. Mã F22, vai 47, bụng 49 và dài 73. Vai 47, bụng 49 và dài 73. Một em polo màu đỏ, chất sẽ là chất cốt tông. Và một em hiệu của nhà Lui này các chú ơi. Form size M nhá. Có túi ngực, phần túi sẽ được thêu cái logo hiệu. Chất cốt tông rất là mềm mại. Tay thì sẽ là bo tay. Bo tay còn kỳ ngon lành luôn ạ. Em này thì sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên và sau sẽ trùng hơn vạt trước các chú ơi. Một em tag mark của Nhật form size M, chất 100% cốt tông. Tông màu đỏ đô rất là tươi tắn, rất là nổi và trẻ trung. Chất em này thì siêu đẹp luôn ấy, chất 100% cốt tông nhá. Sờ vào nó cực kỳ đanh sợi vải và mềm mại vô cùng. Vai 47, bụng 49 và dài 73, giá 220.000. Mã F23. Vai 50, bụng 53 và dài 70. Vai 50, bụng 53 và dài 70. Và một em polo phối họa tiết kẻ ô này. Tông màu của quán nó quá là sang và lịch sự luôn các chú ơi. Em này form size M nhá. Em này form size M các chú ơi. Có thiết kế túi ngực đấy ạ. Chất sẽ là chất dệt. Độ mới cực kỳ cao, mới 95-97%. Tay thì sẽ thiết kế bo tay. Và đồng màu với phần cổ áo này các chú. Đây, mọi người quan sát màu này. Nó quá là sang và lịch sự luôn ạ. Các chú mình mặc lên thì cực kỳ lịch sự nhá. Độ mới cao. Chất khá là dày dặn luôn. Chất này các chú mình mặc thời tiết mùa đông cũng rất là ấm áp. Và sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Tắc mắc của Nhật đấy ạ. 100% chất len dệt đấy. Đó, đây mọi người quan sát này. Mặt trong mặt ngoài rất là xịn sò. Độ mới cực kỳ cao. Không hề có bị sần sùi, cháy xước gì đâu các chú. Vai 50, bụng 55 và dài 70. Giá là 300.000 các chú ạ. Mã F24, vai 42, bụng 47 và dài 67. Vai 42, bụng 47 và dài 67 ạ. Một em polo phối họa tiết các chú nhá. Chất cũng sẽ là chất dệt này. Cái tông màu của nó cũng rất là đẹp, phù hợp với chú mình trung tuổi ạ. Form size M nha các chú, có thiết kế túi ngực đấy ạ. Phần tay thì sẽ có cúc cài như này đấy ạ. Em này thì độ dày vừa phải nha các chú nhá. Nhưng mặc mùa đông cũng rất là ấm áp luôn. Tác mác của Nhật đấy ạ. Tác mác của Nhật. Chất cũng sẽ là chất dệt len đấy các chú ạ. Màu sắc rất là đẹp. Màu sắc nhã nhặn phù hợp với chú mình ạ. Trên 50 tuổi ấy mà thích những cái em màu họa tiết đó, thì chọn em này nhá. Màu sắc của nó không quá rực rỡ đâu ạ. Mặc lên thì cực kỳ sang và lịch sự. Vai 42, bụng 47 và dài 68. Giá 250.000 các chú ạ. Mã F25. Vai 47, bụng 50 và dài 76. Vai 47, bụng 50 và dài 76. Một em màu cà rốt các chú ơi. Chất sẽ là chất cốt tông tổ ong, khá là dày dặn luôn nhá. Em này thì em thấy độ mới cực kỳ cao, mới 97-98%. Em này cũng thuộc dòng góp này các chú này. Phần cổ thì sẽ được phối cái viền, phối cái màu đen và cái màu be nhá. Rất là đẹp, tạo lên điểm nhấn cho cái áo. Quá là sang, lịch sự và trẻ trung. Có thiết kế túi ngực đấy ạ, phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu này. Cúc cũng sẽ được khắc tên hiệu nghe chú ơi. Tay thì sẽ thiết kế bo tay, cực kỳ ngon lành luôn. Em thấy không khác gì một em áo mới ấy. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau này. Tác mác của Hạ Nhật. Tác mác của Nhật và có cúc phụ đi kèm. Em này cũng thuộc form size to, dành cho các chú mình trên 70 cân nhá. Vai 47, bụng 50 và dài 76, giá 300.000. Độ mới cực kỳ cao, chất thì rất là dày dặn và mềm mại nhá. Giá em này là 300.000 ạ. Mọi người quan sát màu sắc của nó vô cùng đẹp và trẻ trung luôn các chú ơi. Chất siêu mềm mại và dày dặn luôn, giá chỉ có 300.000 thôi. Mã F26 ạ. Vai 46, bụng 49 và dài 77. Vai 46, bụng 49 và dài 77. Một em màu ghi xám lông chuột. Một em polo giáp nao dần các chú ơi. Em polo giáp nó dần có logo con ngựa to được thêu ở trước ngực này. Phần tay thì sẽ được thêu cái hình số 3 nhé. Chất cốt tông rất là mềm mại. Tay thì sẽ thiết kế bo tay. Màu này mặc lên thì cũng rất là tôn da. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt
và sau sẽ trùng hơn vạt trước ạ. Tăng mác đầy đủ đây các chú. Chất siêu đẹp, mẹ rất là đanh sợi vải, mềm mại cực kỳ. Vai 46, bụng 49 và dài 77, giá 300 ngàn nhé. Em lên mã F27, vai 44, bụng 52 và dài 72, vai 44, bụng 52 và dài 72. Một em màu đen và được phối chấm bi các chú ạ. Màu xanh đen và được phối chấm bi, hiệu Monsignor này, form size L các chú ơi. Có thiết kế túi ngực nhé. Có logo được thêu ở phần túi này. Phần cổ cũng sẽ được thêu cái logo đây ạ. À, cả phần cánh tay cũng sẽ được thêu cái logo nhé. Chất sẽ là chất cốt tông co giãn. Màu sắc rất là nhã nhặn, phù hợp với chú mình trung tuổi, cái chú mình từ trên 50 tuổi ấy, mặc màu này thì quá là phù hợp rồi ạ. Tay thì sẽ thiết kế bo tay, độ mới cực kỳ cao, mới 97-98% cho em nhé. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Một thương hiệu quen thuộc, em bán số lượng rất là nhiều luôn. Tăng mát của Nhật, nhìn quan sát màu này, quá là sang và lịch sự đúng không ạ? Rất là nhã nhặn, dành cho chú mình kiểu thiết kế phong cách giản dị ấy. À, độ mới cao nhá, chất siêu đẹp luôn ạ, giá 280 ngàn. Mã F28, vai 45, bụng 47 và dài 70, vai 45, bụng 47 và dài 70. Và một em Apollo phối họa tiết các chú nhá. Chất sẽ là chất dệt, độ dày vừa phải ạ. Độ dày em này không quá dày đâu ạ, nhưng màu sắc của nó quá là đẹp luôn các chú này. Rất là phù hợp các chú mình trung tuổi, từ 5-60 tuổi trở lên ấy, các chú mặc màu này quá là sang và lịch sự luôn. Có thiết kế túi ngực nhá. Tay thì sẽ là bo tay đấy ạ. Em này thì sẽ không thiết kế xẻ vạt hai bên. Tác mác của Nhật. Chất của nó sẽ là chất dệt các chú ơi, độ dày vừa phải. Màu sắc thì cực kỳ sang và lịch sự rồi ạ. Vai 45, bụng 47 và dài 70, giá 250 ngàn các chú nhá. Chất cực kỳ mềm mại luôn ạ. Giá 250 ngàn. Mã F29, vai 46, bụng 52 và dài 72. Vai 46, bụng 52 và dài 72. À, một em màu xanh navy này, Make in Japan sản xuất, một em E6 các chú ơi. Cổ thì sẽ thiết kế cổ tim đây các chú. Trước ngực thì sẽ được phối màu sắc này. Và chất sẽ là chất poly thể thao nhá. Tay thì sẽ là bo tay như này đấy ạ. Em này cũng thuộc form size to. Form size to dành cho chú mình 75 cân trở lên. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau. Tác mác của Nhật ạ. Màu sắc rất là nổi, dành cho chú mình chơi thể thao. Chơi thể thao mình mặc em này, chất rất là mềm mại, thông thoáng, màu sắc thì khỏe khoắn và trẻ trung. Giá 200 ngàn, vai 46, bụng 52 và dài 72 nữa chú ạ. Mã F30, vai 44, bụng 53 và dài 67. Vai 44, bụng 53 và dài 67 ạ. Và một em màu xanh này và được phối kệ ngang nhé các chú nhá. Chất của nó siêu đẹp luôn, chất của nó rất là mềm mại. Mặt ngoài thì sẽ được phủ cái như kiểu vải nhung ấy các chú, cực kỳ mềm mại luôn, hiệu Dunlop form size L này. Có thiết kế túi ngực nhá. Phần túi được thêu cái logo hiệu. Cúc cũng sẽ được khắc cái chữ logo hiệu luôn ạ. Tay thì sẽ là bo tay như này. Độ mới cao, mới 97-98% nhá. Em này thì sẽ không thiết kế xẻ vạt đâu. Tác mác của Nhật form size L. Bên trong thì như kiểu vải dệt len, còn bên ngoài như kiểu phủ cái mặt nhung ấy các chú. Rất là xịn sò, mềm mại. Vai 44, bụng 53 và dài 67, giá 300 ngàn. Màu sắc của nó cũng vô cùng đẹp đúng không ạ? Màu sắc rất là nhã nhặn, phù hợp cái chú mình từ 45 tuổi trở lên ấy. Giá 300 ngàn. Mã F31, vai 47, bụng 53 và dài 68. Vai 47, bụng 53 và dài 68. Một em polo màu xanh lam. Một chất của em này xịn sò cực kỳ, nó mềm như bún luôn ấy. Một em hiệu Dunlop ấy chú nhá, form size L ạ. Có thiết kế túi ngực này, phần viền cổ được phối cái màu xanh lá, quá là đẹp luôn. Tay thì sẽ thiết kế bo tay, chất của nó rất là mềm mại luôn ạ. Bên mặt ngoài nó giống kiểu phủ một cái lớp nhung này, cực kỳ xịn sò luôn. Các chú mình mặc em này thì bao sang, bao ấm, bao lịch sự. Tắc mắc của Nhật nhá, form size L các chú ơi. Mặt trong của nó đẹp, nó giống như kiểu là chất nỉ bông ấy, rất là xịn sò luôn, vô cùng mềm mại, màu sắc cũng rất là nhã nhặn đúng không ạ? Vai 47, bụng 53 và dài 68, giá
giá 260.000 các chú nhá. Em này cũng thuộc form size to thì chú mình trên 70 cân. Giá 260.000. Mã F32, vai 47, bụng 50 và dài 70. Vai 47, bụng 50 và dài 70. Một em polo giáp lao dần các chú ạ. Và made in Cambodia sản xuất. Màu xanh lam này, có logo con ngựa được thêu ở trước ngực nhé. Chất sẽ là chất cốt tông tổ ong. Tay thì sẽ thiết kế bo tay ạ. Em này cũng có xẻ vạt hai bên và sau trùng hơn vạt trước. Made in Cambodia và là hàng xuất đi rất là nhiều nước luôn. Vai 47, bụng 50 và dài 70, giá 250.000. Màu sắc cơ bản rất là dễ mặc, dễ phối đồ nhé. Độ mới trên 90%. Chất cốt tông mềm mại cực kỳ. Lên mã F33, một em siêu phẩm nghe chú ơi. Vai 48, bụng 54 và dài 76. Vai 48, bụng 54 và dài 76 ạ. Một em siêu phẩm của em tới hôm nay. Một em hiệu của nhà Auckland nghe chú này. Họ có logo được thêu ở trước ngực nhá. Chất của em này thì siêu đẹp luôn các chú ơi. Lớp bên ngoài thì sẽ là phủ mặt nhung như này đấy á. Rất là mềm mại luôn. Tay thì sẽ được phối cái màu xanh lam và cái màu xanh ghi này các chú này. Đó. Màu sắc đơn giản nhưng mặc nên cực kỳ đẹp. Tay thì sẽ thiết kế bo tay nhá. Độ mới cực kỳ cao, mới 95-97% ạ. Một em tag mark của Nhật, hai cúc phụ đi kèm. Còn mặt bên trong của nó đây các chú này. Mặt bên trong thì sẽ là cái vải thun lạnh nhá. Các chú mình mặc em này thì quá là thích rồi ạ. Bên trong thì mát rượi này. Còn bên ngoài phủ lớp nhung cực kỳ mềm mại và ấm áp luôn nhá. Độ dày vừa phải thôi ạ. Kiểu dáng thiết kế đơn giản. Màu trắng tinh, không hề có một vết bẩn lầm lỗi gì nhá. Chất siêu đẹp luôn. Em này mua mới nó rơi tầm cỡ 2-3 triệu nhá. Chất siêu đẹp, nó mềm như bún các chú ạ. Mặc cực kỳ dễ chịu và thoải mái. Vai 48, bụng 54 và dài 76 nhá. Giá 450.000 nghe chú ạ. Màu sắc kiểu dáng rất là đơn giản nhưng cái chúng mình mặc lên thì cực kỳ lịch sự và trẻ trung. Đặc biệt chất của nó cái chúng mình mặc thì siêu thích, rất là mềm mại luôn. Vai 48, bụng 54 và dài 76, giá 450.000 nhá. Tiếp theo. Mã F34, vai 48, bụng 54 và dài 74. Vai 48, bụng 54 và dài 74. Một em polo màu đen. Chất của em này cũng siêu xịn sò luôn các chú ơi. Chất là chất cốt tông giấy ấy. Sờ vào nó mát rượi luôn. Em này hiệu của Paris form size L này. Cổ thì sẽ là cổ dệt len màu trắng nhá. Có túi ngực đây ạ. Phần túi cũng sẽ được. Túi sẽ là đến chỗ phần túi này sẽ được dệt len nhá. Dệt cái logo hiệu. Cúc cũng sẽ được khắc cái tên hiệu này. Chất nó rất là mềm mại. Các chú mình và mặc cái em này mùa hè chống nắng cũng rất là ok nhá. Tay thì sẽ thiết kế bo tay len này. Rất là xịn sò luôn. Bo tay còn cực kỳ ngon lành. Mới 97-98%. Nó sẽ không thiết kế xẻ vạt hai bên đâu ạ. Một em tag mark của Nhật. Độ dày vừa phải thôi nhá các chú. Rất là mềm mại, mỏng mát. Vai 48, bụng 54 và dài 74. Giá 450.000 các chú ơi. Đây, cái phần cổ của nó cũng sẽ được dệt cái tên Paris đấy các chú. Độ mới cao nhá. Chất rất là mềm mại, mỏng mát, nhẹ nhàng ạ. Con này cũng thuộc form size to dành chú mình phải trên 80 cân. Trên 80 cân thì mặc vừa em này. Màu sắc nó rất là sang và lịch sự luôn các chú ạ. Và giá 450.000. Mã F35. Vai 48, bụng 53 và dài 71. Vai 48, bụng 53 và dài 71 ạ. Một em polo màu trắng sữa này. Và thương hiệu của Master đấy các chú ơi. Có cái logo được dệt ở phần cổ nhá. Cổ được phối cái màu xanh lá đậm ạ. Có thiết kế túi ngực đây. Phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu nhá. Chất là chất cốt tông rất là mềm mại. Tay thì sẽ thiết kế bo tay đồng màu với màu áo này. Rất là đẹp, sang và lịch sự luôn các chú. Chất nó vô cùng mềm mại. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên và sau trùng hơn vạt trước. Tag mark của Nhật. Vai 48, bụng 53 và dài 71, giá 260.000 thôi ạ. Kiểu dáng đơn giản nhưng mặc nên cực kỳ đẹp và lịch sự nhá. Chất của nó thì cũng siêu đẹp rồi ạ. Các chú mình cứ yên tâm nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán nhá. Mã F36, vai 53, bụng 60 và dài 74. Vai 53, bụng 60 và dài 74. Và một em hiệu Crocodile này. Form size 2XL các chú ơi, form size to nhá. Cổ thì được phối cái vải jean này. Có thiết kế túi ngực, phần túi cũng sẽ được thêu cái logo con cá sấu nhá. Nó sẽ phối khá là nhiều màu sắc, rất là đẹp.
chất cốt tông, rổ ong khá là dày dặn nhé. Tay thì sẽ thiết kế bo tay này, form size to dành cho chú mình trên 80 cân. Em này thì sẽ thiết kế sẽ vạt hai bên bằng nhau, rem crocodile của Nhật và có cúc phụ đi kèm. Rồi quan sát màu sắc của em này, rất là trẻ trung đúng không ạ? Chất khá là dày dặn nhá, cái chúng mình mặc mùa đông cũng cực kỳ ấm áp luôn. Vai 53, bụng 60 và dài 74, giá 250 ngàn ạ. Mã F37, vai 48, bụng 56 và dài 71. Vai 48, bụng 56 và dài 71. Một em Under Armour màu trắng và được phối họa tiết nha các chú nhá. Nó có logo được dập vào trước ngực này, được phối cái tông màu xanh, quá là đẹp luôn ạ. Còn thân áo thì sẽ được phối cái họa tiết chìm nha các chú ơi. Chất sẽ là chất thun co giãn siêu nhiều này, màu sắc cái tông màu trắng rất là trẻ trung. Tay thì sẽ thiết kế bo tay, phần tay cũng sẽ được dập cái logo hiệu, thân sau cũng sẽ được dập cái logo hiệu đấy các chú ơi. Chất siêu đẹp luôn, em này cũng thuộc form size to dành cho các chú mình trên 80 cân. Nó sẽ thiết kế rẻ vạt một chút xíu thôi. Ở đây em Under Armour tag mark của Nhật, có mã code check đây các chú này. Đó, một em hàng chính hiệu rất là đẹp và xịn sò luôn. Kiểu dáng nó đơn giản thôi ạ, mặc lên cực kỳ trẻ trung. Đặc biệt cái chất của nó thì siêu đẹp rồi ạ. Cái chúng mình mặc lên cực kỳ thích. Giá em này là 300 ngàn nhá. Mã F38, vai 43, bụng 49 và dài 65. Vai 43, bụng 49 và dài 65 ạ. Và một em polo màu trắng và được phối màu đen nhá các chú nhá. Hiệu Dunlop form size M các chú ơi. Có thiết kế túi ngực này, chất cốt tông rất là mềm mại luôn. Tay thì sẽ thiết kế bo tay đồng màu với này và màu cổ áo này, tông màu nhã nhặn giản dị lịch sự các chú ạ. Em này sẽ không thiết kế xẻ vạt nhá, tag mark của Nhật, form size M ạ. Vai 43, bụng 49 và dài 65, giá 220 ngàn, độ mới 90-95% cho em nhé. Màu sắc quá là đẹp luôn, chất cũng rất là ok mềm mại. Mã F39, vai 45, bụng 52 và dài 73. Vai 45, bụng 52 và dài 73. Một em polo màu xanh than nhé chú ạ. Em này kiểu dáng nó đơn giản thôi nhá. Có một túi ngực và có khóa kéo này. Khóa sẽ thiết kế là khóa đồng đen đấy các chú ơi. Rất là xịn sò luôn ạ. Và phần vai trái cũng sẽ được dập cái logo hiệu này. Chất sẽ là chất cốt tông tổ ong nhá. Rất là đanh sợi vải và mềm mại thông thoáng. Tay thì sẽ thiết kế bo tay, độ mới cao 97-98% nhé. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên, sau trùng hơn vạt trước. Tag mark của Nhật ạ. Tông màu nhã nhặn, giản dị. Vai 45, bụng 52 và dài 73. Giá này là 300 ngàn các chú nhé. Chất siêu đẹp luôn, chất rất là đanh sợi vải mềm mại. Cái chú mình mặc vào thời tiết mùa thu rất là ok luôn. Phần tay thì sẽ có một cái túi này các chú này. Nó sẽ thiết kế một cái túi ở phần cánh tay này nữa ạ. Nó giống kiểu trang trí thôi ạ. Độ mới cao nhé. Em thấy không khác gì một em áo mới luôn đấy. Giá này là 300 ngàn. Màu sắc đơn giản, nhã nhặn, lịch sự. Mã F40. Vai 49, bụng 54 và dài 75. Vai 49, bụng 54 và dài 75. Một em màu đỏ đâu các chú nhé. Chắc sẽ là chất cốt tông khá là dày dặn luôn ạ. Và một em form size L, hiệu của Mỹ, thương hiệu Hanet các chú ơi. Một em hiệu Hanet này, chất khá là dày dặn luôn. Tay thì sẽ là bo tay như này đấy ạ. Độ mới cực kỳ cao, mới 95-97% nhé. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt và sau trùng hơn vạt trước. Tag mark của Nhật và có cúc phụ đi kèm. Màu này cái chúng mình mặc lên quá là đẹp rồi ạ. Rất là trẻ trung, rất là sang. Độ mới cực kỳ cao, chất thì khá là dày dặn nhé. Cái chúng mình mặc mùa đông cũng cực kỳ ấm áp ạ. Giá 250 ngàn. Mã F41. Vai 47, bụng 51 và dài 69. Vai 47, bụng 51 và dài 69. Với một em polo với cái tông màu quá là lịch sự, phù hợp với chú mình từ 60 tuổi trở lên ấy. Form size M này, hiệu Lycos này các chú. Một thương hiệu rất là quen thuộc, có túi ngực đẹp, phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu này. Nó được phối họa tiết như này. Chất sẽ là chất dệt nhá. Cực kỳ mềm mại luôn, tay thì sẽ thiết kế bo tay đây các chú ơi. Một cái tông màu này thì quá là phù hợp với chú mình trung tuổi rồi. Các chú mình mặc bao sang bao lịch sự luôn. Nó không thiết kế xẻ vạt hai bên đâu ạ. Và tag mark của Nhật, độ mới cực kỳ cao các chú nhé. Chất sẽ là chất dệt len như này ạ. Chất là chất dệt len như này các chú.
Màu sắc quá là lịch sự nhã nhặn. Giá em này là 300 ngàn các chú nhá. Độ mới 90-95%. Tay 47, bụng 51 và dài 69. Mã F42, vai 45, bụng 47 và dài 68. Vai 45, bụng 47 và dài 68. Em này thì form dáng slim fit này dành cho chú mình vóc dáng body. Nó sẽ được vào phối họa tiết kẻ ô trám này. Màu sắc rất là nhã nhặn. Chất của nó sẽ là chất dệt len các chú nhá. Thương hiệu cái ô này, thương hiệu rất là quen thuộc, có thiết kế túi ngực và túi sẽ được thêu cái logo hiệu nhá. Tay thì sẽ là tay giống kiểu áo sơ mi các chú này, có cúc cài nhá. Em này thì sẽ không thiết kế xẻ vạt hai bên đâu ạ. Tác mác của Nhật. Đây mọi người quan sát cái tông màu của nó rất là đẹp đúng không ạ? Một em họa tiết chất dệt rất là mềm mại nhá. Vai 45, bụng 47 và dài 68, giá 220 ngàn ạ. Mã F43, vai 47, bụng 49 và dài 68. Vai 47, bụng 49 và dài 68. Một em polo màu đen và được phối họa tiết kẻ ô này đây các chú ơi. Phần cổ thì sẽ cũng sẽ được và cổ dệt len và được phối họa tiết này các chú nhé. Rất là đẹp và lịch sự. Em này điểm nhấn cho nó sẽ là cái cổ này. Quá là đẹp luôn, form size M ạ. Có thiết kế túi ngực nhé. Phần túi cũng sẽ được thêu cái logo hiệu. Chất của nó sẽ là chất cốt tông. Chất cốt tông cực kỳ mềm mại. Đây, họa tiết nó kiểu dệt hình chữ V ấy các chú. Đó, quá là sang và lịch sự khi mặc em này luôn ạ. Tay thì sẽ thiết kế bo tay này. Cực kỳ ngon lành nhá. Nó sẽ không có xẻ vạt hai bên đâu ạ. Tác mác của Nhật. Độ mới cực kỳ cao nhá. Mới 95-97%. Chất cốt tông mềm mỏng nhẹ nhàng, màu sắc cực kỳ sang nhã nhặn và lịch sự luôn các chú này. Vai 47, bụng 49 và dài 68, giá 280 ngàn, độ mới cao nhé, độ mới cực kỳ cao 95-97% ạ, giá 280 ngàn. Mã F44, vai 46, bụng 54 và dài 72, vai 46, bụng 54 và dài 72, một em sơ mi phối kẽ ngang, một em hiệu polo club các chú nhé. Một em polo club có logo con ngựa lớn được thêu trước ngực này. Chất sẽ là chất cốt tông tổ ong, khá là dày dặn nhưng mà cực kỳ mềm mại luôn. Tay thì sẽ thiết kế bo tay như này. Em này thì khá là dày dặn, các chú mình mặc thời tiết mùa thu mùa đông cũng rất là ấm áp nhé. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau, tác mác của Nhật và có cúc phụ đi kèm nhé. Độ mới cao, em thấy không khác gì một em áo mới luôn ấy, chỉ thiếu một cái tác nữa thôi. Nó là em áo mới rồi ạ, không hề có một lầm lỗi. Màu sắc phối kẻ ô rất là đẹp, rất là trẻ trung đây các chú ơi. Giá 350 ngàn cho một em hàng hiệu này nhá. Cái chú mình mua mới nó cũng rơi tầm cỡ trên dưới 2 triệu các chú ạ. Một em polo club như thế này, giá em bán hôm nay là 350 ngàn. Độ mới cực kỳ cao, màu sắc tươi trẻ. Mã F45, vai 49, bụng 52 và dài 69. Vai 49, bụng 52 và dài 69. Một em polo màu đen các chú ơi. Chất sẽ là chất dệt nhá, chất khá là dày dặn luôn. Em này thiết kế cổ tàu các chú ạ, thiết kế cổ tàu. Có cúc này. Một cái phần cúc này thì sẽ được phối cái vải da, cái da nhá các chú nhá. Đó. Rất là xịn sò luôn ấy. Có túi ngực, phần túi cũng sẽ khó khóa kéo đấy ạ. Chất khá là dày dặn. Tuy nhiên nó bị bám một cái bụi ở áo khác ấy. Khi cái chú mình nhận hàng thì em sẽ lăn bụi đi sạch sẽ. Đây cái chú mình mặc em này thì quá là sang và lịch sự luôn. Tay thì nó sẽ thiết kế như này ạ. Đây có bo tay ở bên trong nhá. Đó. Chất khá là dày dặn. Và mùa đông cái chú mình mặc cái chất len này nó ôm vào người ấy thì cực kỳ ấm áp luôn. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt một chút xíu thôi đây cái chú này, xẻ vạt một chút xíu nhá. Một em tác mác của Nhật, Make in China và là hàng xuất Nhật ạ. Điểm nhấn của nó sẽ là cái cổ này, cổ tàu này. Và được phối cái vải da nhá, cực kỳ lịch sự luôn ạ. Vai 49, bụng 52 và dài 69, giá 250 ngàn các chú ạ. Mã F46, vai 49, bụng 53 và dài 71. Vai 49, bụng 53 và dài 71 ạ. Và một em polo màu vàng hiệu của Nhật Nai các chú này. Make in Taiwan sản xuất nhé. Nó có logo móc câu được thêu ở trước ngực. Chất sẽ là chất poly nhé. Cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng, thông thoáng. Tay thì sẽ là tay suông, không có bo tay. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt một chút xíu thôi.
Make in Taiwan và là hàng xuất Nhật. Xuất Hàn xuất Nhật các anh chú ạ. Độ mới cực kỳ cao nhé. Phần cúc cũng sẽ được dập cái chữ nai gốc này các chú này. Chất siêu đẹp luôn, chất thun co giãn mềm mại cực kỳ, với cái tông màu vàng cũng rất là tươi tắn và nổi. Vai 49, bụng 53 và dài 71, giá 300 ngàn các chú nhé. Độ mới 95-97% cho em ạ. Em này cũng thuộc form size to thì chú mình trên 80 cân. Mặc siêu thích rồi, cái chất này nó rất là mềm, thông thoáng, giá 300 ngàn. Mã F 47, vai 47, bụng 53 và dài 68. Vai 47, bụng 53 và dài 68. Và một em polo hiệu Crocodile, form size M các chú nhé. Cổ sẽ là cổ với cái vải sơ mi này. Đó, có logo con cá sấu được thêu chữ ngực. Chất sẽ là chất dệt, khá là dày dặn luôn. Tay sẽ thiết kế bo tay như này đấy ạ. Phần ngực và phần tay thì sẽ được phối kệ ngang này. Tông màu quá là đẹp, quá là trẻ trung. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau, tác mác của Nhật và có cúc phụ đi kèm. Và thương hiệu này mua mới cũng vô cùng đắt đỏ này. Nó rơi cỡ 3 đến 5 triệu nha các chú nhá. Chất khá là dày dặn, các chú mình mặc mùa đông cũng rất là ấm áp này. Cái tông màu thì do quá là đẹp luôn ạ. Rất là tươi tắn, trẻ trung. Giá hôm nay là 300 ngàn nhé. Vai 47, bụng 53 và dài 68. Giá 300 ngàn các chú ơi. Người quan sát màu sắc kiểu dáng quá là đẹp đúng không ạ? Mã F 48, vai 55, bụng 57 và dài 78. Vai 55, bụng 57 và dài 78 á. Một em polo màu đỏ đô nhé. Chất sẽ là chất thun, co giãn, thoải mái. Nó cũng được phối kệ chìm, kệ ngang chìm đấy các chú ơi. Form size L này, có logo được thêu ở trước ngực. Tay thì sẽ thiết kế bo tay màu đỏ đô thì mặc lên cực kỳ sang rồi ạ. Em này cũng sẽ xẻ vạt hai bên và sau trùng hơn vạt trước, tác mác của Nhật và có cúc phụ đi kèm nhé. Màu đỏ đô rất là tươi tắn. Em này cũng thuộc form size to để chú mình rồi, trên 80 cân. Vai 55, bụng 57 và dài 78, giá 250 ngàn nhé. Độ mới 90-95% ạ. Mã K 49, vai 42, bụng 48 và dài 70. Vai 42, bụng 48 và dài 70. Một em polo màu đỏ đô này, rất là sang lịch sự, form size M nhé. Kiểu dáng nó thiết kế đơn giản thôi các chú ơi. Có túi ngực đấy ạ, còn không phối lé thêm một chút gì cả. Tay thì sẽ thiết kế bo tay, độ mới cực kỳ cao, mới 89% luôn đấy. Em thấy không hề có một lầm lỗi gì cả. Bo tay còn rất là ngon lành luôn. Cổ kiếc này, cực kỳ xịn sò luôn. Màu này thì tông màu quá là dễ mặc rồi, cực kỳ sang và lịch sự. Chất sẽ là chất cốt tông tổ ong khá là dày dặn nhé. Nó sẽ thiết kế xẻ phạt hai bên bằng nhau, form size M, tác mác của Nhật, cúc phụ đi kèm. Kiểu dáng đơn giản thôi các chú ạ. Giá 280 ngàn, vai 42, bụng 48 và dài 70. Và 280 ngàn quá là xứng đáng đồng tiền ấy. Chất siêu đẹp, mềm mại, xịn sò nhé. Mã F 50, vai 50, bụng 52 và dài 76. Vai 50, bụng 52 và dài 76. Một em polo, cái tông, ôi nó phối khá là nhiều màu, hiệu Valentino của Paris các chú ơi. Form size L nhá. Cổ cũng sẽ được dệt cái logo hiệu. Thân trước thì sẽ được phối khá là nhiều màu sắc, có thiết kế túi ngược đấy ạ. Dành cho chú mình cái yêu cái phong cách trẻ trung độc lạ ấy, thích những cái gam sắc màu thì mình chọn em này nhá. Thân sau thì là màu tím thôi ạ. Chất cốt tông tổ ong rất là mềm mại và cũng khá dày dặn. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên, vạt sau trùng hơn vạt trước, tác mác của Nhật. Thì các chú mình yêu cái sắc màu, thích phong cách độc lạ trẻ trung thì các chú mình chọn em này nhá. Giá 200 ngàn, vai 50, bụng 52 và dài 76. Mã F 51, vai 43, bụng 50 và dài 68. Vai 43, bụng 50 và dài 68 ạ. Một em polo với kệ ngang, cái tông màu giản dị nhã nhặn các chú ạ. Em này form size L này, hiệu Michiko London nhá. Có thiết kế túi ngực đấy ạ. Tay thì sẽ là bo tay như này. Chất cốt tông rất là mềm mại, độ dày vừa phải nhá. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên, tác mác của Nhật, form size L các chú ơi. Giá 160 ngàn nhá. Ngã mắt cuối cùng, vai 42, bụng 47 và dài 68. Vai 42, bụng 47 và dài 68.
Một em sơ mi phối kẻ ô trắng tông màu nhã nhặn, có thiết kế túi ngực đấy các chú ơi. Em này form size M nhá. Tay thì sẽ thiết kế bo tay, chất rất là mềm, mỏng mát, nhẹ nhàng. Nó sẽ thiết kế xẻ vạt hai bên bằng nhau ạ. Ngực em top ten của Nhật, cúc phụ đi kèm đầy đủ, màu sắc nhã nhặn, giản dị các chú nhá. Chất thì siêu mềm mại ạ. Giá 150 ngàn ạ. Là cuối cùng của em ngày hôm nay rồi ạ. Đó, như vậy là hôm nay em có lên tổng hơn 50 mã áo polo hiệu của Nhật các chú ạ. Người theo dõi video có yêu thích sản phẩm nào thì liên hệ cho bên em được tư vấn và chốt đơn ạ. Em cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Em kính chúc mọi người buổi tối thật là hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.